Chiều ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP HCM xử phúc thẩm vụ ly hôn giành quyền nuôi con giữa Nguyễn Diệp Anh, ca sĩ Diệp Lâm Anh với ông Phạm Nghiêm Đức. Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức trục trặc hôn nhân từ tháng 10 năm 2021. Sau khi ly thân, Diệp Lâm Anh quyết định dọn ra một căn hộ sống cùng hai con. Đến khi làm thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ vướng tranh chấp xoay quanh vấn đề phân chia tài sản và quyền nuôi con. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội, cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, còn từng thử sức với nhiều lĩnh vực như vũ công, người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC. Cô được khán giả đặc biệt yêu thích sau khi trở thành quán quân của game show Cuộc Đua Kỳ Thú. Diệp Lâm Anh và hôn phu, doanh nhân Đức Phạm bắt đầu tìm hiểu vào năm 2015, sau một thời gian dài quen biết. Chỉ sau một tháng nhận lời yêu, doanh nhân Đức Phạm đã dẫn Diệp Lâm Anh về nhà ra mắt để thể hiện sự nghiêm túc đối với hot girl Hà Thành. Vào năm 2016, cả hai công khai với công chúng bằng khoảnh khắc ngọt ngào. Ở bất cứ sự kiện nào, cả hai cũng quấn quýt bên nhau, dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Đặc biệt, chàng thiếu gia còn thể hiện tình cảm với Diệp Lâm Anh bằng những câu nói đầy chất ngôn tình: em là tất cả mọi thứ của anh, hay anh mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay em. Năm 2018, sau 3 năm hẹn hò, doanh nhân Đức Phạm đã tạo một bất ngờ cho Diệp Lâm Anh và khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên bởi màn cầu hôn đậm chất ngôn tình trong rạp chiếu phim. Anh không ngại ngần tuyên bố em là cô gái đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, nay anh muốn được nắm tay em đi hết con đường dài phía trước, anh muốn dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em, là người che chở cho em. Những lời nói ngọt ngào ấy đã khiến cho Diệp Lâm Anh cùng những người có mặt rơi nước mắt. Tháng 5 năm 2018, hôn lễ của họ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Diệp Lâm Anh được chồng rước về bằng chiếc siêu xe 7 tỷ đồng. 3 tháng sau hôn lễ, Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Borin. Chỉ hơn 4 tháng sau khi sinh con gái, cô mang thai lần thứ 2 và đón con trai B-Boy vào đầu tháng 11 năm 2019. Trong những năm đầu hôn nhân, Diệp Lâm Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên chồng cùng các con trên trang cá nhân. Cô và ông xã kém tuổi cũng thường xuyên đi du lịch mỗi khi có thời gian rảnh để hâm nóng tình cảm. Diệp Lâm Anh dành lời khen ngợi đến gia đình nhà chồng và ông xã, khiến ai cũng tưởng rằng đó là một cuộc hôn nhân viên mãn và trọn vẹn. Có được một cuộc hôn nhân êm ấm khiến bao người ngưỡng mộ, vợ chồng Diệp Lâm Anh như một biểu tượng đẹp về hạnh phúc gia đình thời điểm đó với nhiều bạn trẻ. Thế nhưng khoảng thời gian từ đầu năm 2021, Diệp Lâm Anh dần ít chia sẻ hình ảnh với chồng. Cô cũng thường xuyên đi riêng trong các sự kiện quan trọng hoặc những chuyến du lịch. Điều này khiến cho cộng đồng mạng đồn đoán rằng hôn nhân của người đẹp đang có dấu hiệu bất thường. Thế nhưng dù trả lời với báo chí hay những người thân thiết, Diệp Lâm Anh vẫn chia sẻ rằng hôn nhân của cô cùng chồng doanh nhân không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tháng 10 năm 2021, loạt ảnh Đức Phạm của một người được cho là tình nhân xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Sau đó ít ngày, anh và Diệp Lâm Anh tuyên bố trục trặc trong hôn nhân từ lâu. Thế nhưng ở chiều ngược lại, Diệp Lâm Anh vẫn một mực phủ nhận và cho biết vợ chồng cô chưa hề ly hôn và vẫn chung sống chung nhà. Thế nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực của Diệp Lâm Anh cũng không đủ cứu vãn hôn nhân. Hàng loạt bằng chứng cho thấy cô và chồng không còn sự kết nối. Giọt nước tràn ly, đến chiều ngày 9 tháng 1 năm 2022, người đại diện của Diệp Lâm Anh xác nhận cô đã ly thân và dọn ra khỏi nhà chồng. Họ trải qua 3 lần hòa giải về việc phân chia tài sản và quyền nuôi con nhưng không thành công. Phía tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 11 năm 2022, nhưng chưa có phán quyết cuối cùng. Diệp Lâm Anh cho biết cô không yêu cầu chồng phải cấp dưỡng nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ chồng nhằm góp phần nuôi hai con được tốt hơn. Mới đây, Diệp Lâm Anh livestream chia sẻ việc bị chồng cũ chặn đầu xe giành đón con gái gây xôn xao dư luận. Theo Diệp Lâm Anh cho biết, suốt một năm qua cô phải đi thuê nhà và chăm sóc hai con nhỏ. Việc giành quyền nuôi con, hai bên vẫn chờ tòa án phân xử. Thế nhưng chồng cũ không thông qua người giám hộ là cô, tự ý đến trường giành đón con. Diệp Lâm Anh và con gái nhanh chóng lên xe, nhưng chồng cũ chặn đầu xe và không cho xe di chuyển. Thông qua cuộc trò chuyện giữa Diệp Lâm Anh và tài xế, chồng cũ gọi một số người đàn ông lạ mặt đến. Diệp Lâm Anh ngồi trên xe với con, sợ hãi nhờ vợ chồng Đàm Thu Trang và Cường Đô La đến hỗ trợ. Sau đó cô định xuống xe trực tiếp nói chuyện làm rõ mọi việc, vì muốn đảm bảo an toàn cho Diệp Lâm Anh, một người bạn đã can ngăn và khuyên cô hãy đợi công an đến giải quyết. Diệp Lâm Anh bức xúc: trong suốt một năm qua tôi phải đi ra ngoài thuê nhà, chồng cũ không hề lo một thứ gì cho ba mẹ con, không chu cấp một đồng nào cho con. Nhưng cái gì cũng mong muốn tôi phải đáp ứng và phục tùng. Tuần nào tôi cũng đưa các con về, nhưng gần một tháng nay tòa liên tục hoãn, khiến tôi không còn muốn đưa con về nữa. Tôi muốn đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Theo Diệp Lâm Anh, chồng cũ chặn mọi đường sống của cô, công việc của chân dài bị ảnh hưởng đến rất nhiều vụ ly hôn. Từ tháng 9 năm 2022, Diệp Lâm Anh không còn được điều hành công ty, các nhân sự cũ làm việc với cô cũng bị đuổi khỏi văn phòng. Diệp Lâm Anh ấm ức vì công ty do hai vợ chồng cùng xây dựng, nhưng khi xảy ra chuyện, anh phủ hết tâm huyết và nỗ lực của cô. Trước thềm phiên xử tới, Diệp Lâm Anh tung những hình ảnh được cho là bằng chứng ngoại tình của chồng ở thời điểm cô mang thai con thứ 2 và bé đầu mới được 3 tháng tuổi.
Người được nhắc đến trong bài không phải ai khác là Quỳnh Thư, nhân vật thứ ba gây ồn ào truyền thông lâu nay. Tiết lộ thêm, nữ diễn viên cho biết chính mẹ chồng đã gỡ rối tình cảnh cho cô và Nghiêm Đức. Sau cuộc điện thoại của mẹ chồng, cô gái này đã trả lại chiếc túi hàng hiệu hơn 100 triệu đồng và chấm dứt tình cảm. Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm hình ảnh Nghiêm Đức tự tay cắt món đồ hiệu thay cho lời tuyên bố cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng. Suốt 4 năm qua, Diệp Lâm Anh bộc bạch bản thân luôn dằn vặt và suy nghĩ cho con. Đó cũng là lý do cô chấp nhận nuốt ngược mọi thứ cay đắng, ấm ức và khổ sở vào trong. Trong bài chia sẻ hôm 8 tháng 7, diễn viên khẳng định sẽ tìm mọi cách giành quyền nuôi con và gửi lời xin lỗi đến bố mẹ chồng cũ. Cô chia sẻ, tôi cũng xin gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới ba mẹ chồng cũ. Tôi mong mọi người hiểu lý do của mình khi buộc phải nói ra tất cả chuyện không hay theo cách như thế này. Nữ diễn viên nhấn mạnh không muốn nhắc đến tiền bạc. Tôi hiểu, chỉ tiền thôi thì không thể làm một đứa trẻ trưởng thành. Tôi không cần những thứ đó khi đặt lên bàn cân cùng tương lai của con mình. Kèm những bài đăng, Diệp Lâm Anh tiết lộ video cô cùng mẹ chồng đối chất với người mẫu Quỳnh Thư. Trong video, mẹ chồng cho rằng Diệp Lâm Anh quá hiền và Quỳnh Thư không đủ tư cách nói chuyện với diễn viên. Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn ảnh chụp màn hình Quỳnh Thư và chồng cũ của cô xưng hô là vợ chồng. Sau thời gian dài im lặng, doanh nhân Nghiêm Đức, chồng cũ của Diệp Lâm Anh, lần đầu tiên lên tiếng trước báo Thị Phi tối ngày 8 tháng 7. Anh khẳng định anh và vợ cũ đã có cuộc hôn nhân thất bại, đồng thời nhận lỗi sai lầm của mình. Doanh nhân nói anh không hài lòng với việc vợ cũ công khai hình ảnh, thông tin riêng tư của gia đình lên mạng xã hội vì sợ ảnh hưởng đến các con. Anh nhắn nhủ vợ, nếu tôi thật sự là một thằng đàn ông ngáo, nghiện, phụ bạc, phản bội như em vẫn nói, và em có bằng chứng cho việc đó, hãy dùng nó để nói chuyện với tòa, thay vì làm như hiện tại. Tôi mong em hãy thật sự suy nghĩ cho các con. Nghiêm Đức cho biết anh coi gia đình là trên hết, còn vợ cũ ưu tiên hình ảnh cá nhân. Điều tôi mong muốn là các con, còn thứ cô ấy đang muốn đơn giản là con số. Với bản thân tôi, việc cô ấy hay tôi nuôi các con không quan trọng bằng việc chúng được ở gần nhau. Tôi đã mong muốn hai chúng tôi sống một cuộc sống sau này cả hai đều có thể gặp con, có thể đón con về ở cùng mình khi muốn. Ngay sau khi bài đăng của chồng cũ, Diệp Lâm Anh đã có động thái phản hồi. Cô cho rằng lời lẽ trên không phải là văn phong của Nghiêm Đức và nghi ngờ doanh nhân nhờ người khác viết hộ. Giữa lúc căng thẳng, diễn viên Phạm Anh Tuấn lên tiếng ủng hộ Nghiêm Đức. Anh bình luận dưới bài đăng úp mở, ông ăn trả thì bà ăn nem khiến dư luận xôn xao. Nam diễn viên Phố Trong Làng viết, cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng. Đã nhiều lần tôi muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật. Đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng. Các cụ có câu, ông ăn trả, bà ăn nem. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Tôi thì cũng chỉ là người ngoài. Các bạn cứ đưa quan điểm cá nhân lên thôi. Tôi cũng chẳng bênh ai. Phát ngôn của anh Tuấn nhận được nhiều ý kiến chỉ trích và hiện anh đã xóa bình luận. Chiều ngày 25 tháng 9, sau phiên xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân TP.HCM giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái. Chồng cũ tự nguyện chu cấp 50 triệu đồng một tháng. Cụ thể, vào chiều ngày 25 tháng 9, phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân TP.HCM diễn ra với sự có mặt của nữ diễn viên Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức. Theo đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM vẫn giữ nguyên kết quả sơ thẩm, đồng nghĩa với việc Diệp Lâm Anh nuôi con gái, con trai ở với cha. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh đã khá mệt mỏi khi theo đuổi vụ kiện. Chính vì thế, Diệp Lâm Anh chỉ mong vụ kiện khép lại và chuyên tâm dành cho con cái. Tại phiên tòa, doanh nhân Nghiêm Đức cho biết sẽ cấp dưỡng cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng. Về thông tin này, nữ diễn viên trao đổi thêm với phóng viên rằng, ban đầu cả hai không ai đòi hỏi chu cấp. Việc chu cấp này hoàn toàn là do chồng cũ của nữ diễn viên tự nguyện. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12 năm 2022, theo phán quyết của tòa, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái đầu lòng, con trai ở với bố. Kết quả này khiến Diệp Lâm Anh và chồng cũ không hài lòng. Chính vì thế, cả hai bên sau đó đều kháng cáo, vì ai cũng mong muốn được giành quyền chăm sóc cả hai bé. Sau khi phiên tòa kết thúc, Diệp Lâm Anh nán lại trả lời phỏng vấn truyền thông, còn chồng cũ của cô thì nhanh chóng ra về và không tiếp xúc với báo chí. Diệp Lâm Anh cho biết, khi bước vào phiên tòa, tôi chuẩn bị tâm lý, nếu may mắn nuôi được hai bé là điều hạnh phúc. Còn tòa giữ y bản án sơ thẩm, tôi chấp nhận vì không muốn mệt mỏi thêm nữa. Ca sĩ nói vẫn duy trì việc đón con trai về ở cùng từ sáng thứ Bảy đến chiều Chủ nhật. Tuần tiếp theo, cô sẽ đưa con gái sang nhà nội ở với em trai và bố. Thực ra thì em có cảm thấy hụt hẫng bởi vì trong lòng thì vẫn hy vọng rằng là sẽ được quyền nuôi cả hai bé. Tuy nhiên rằng là cái thời gian nó quá dài ấy, con người bao giờ người ta cũng sẽ có một cái thói quen, người ta sẽ quen với việc rằng là cái cuộc sống nó đã ổn định dần dần như vậy rồi, và mình cũng sẽ được cứ hai tuần được đón con một lần. Đương nhiên là mình hụt hẫng một chút nhẹ thôi, nhưng mà luôn luôn là khi bước chân vào phiên tòa là em cũng đã chuẩn bị cho mình một cái tâm lý nhất định là nếu như may mắn mình được giành được hai bé thì nó là một cái kết quá đẹp. Còn nếu như mà y án sơ thẩm thì em cũng chấp nhận với việc đó. Bởi vì bây giờ mình mà cứ tiếp tục theo đuổi cái việc này thì tự mình sẽ làm khó bản thân mình, tự mình sẽ mệt mỏi và không có đủ tinh thần và sức khỏe để có thể làm việc để nuôi con.
ngày hôm nay cái phiên tòa nó diễn ra nó là một câu trả lời cho tất cả mọi thứ, bởi vì rõ ràng như tất cả những cái thông tin từ phía bên gia đình nhà anh Đức nói rằng em là chỉ cần con số là sẵn sàng có thể đưa hai bé về cho bên phía gia đình nội nuôi, và cái đấy thì em không cần phải nói rõ ra, tức là mình không cần phải giải thích, mà cái phiên tòa ngày hôm nay nó là cái câu trả lời cuối cùng rồi. Bởi vì rõ ràng như là nếu như ngày hôm nay có một cái gì thỏa thuận về tài sản thì thủ tọa chắc chắn là tập đoàn người ta cũng sẽ phải xử trong ngày hôm nay. Cách đây một tuần thì ở trong phiên sơ thẩm thì phía luật sư của anh Đức, và anh Đức có đưa ra là sẽ cho em một căn nhà cộng với 3 tỷ tiền mặt. Nhưng mà là giống như 3 tỷ đấy không phải là 3 tỷ tiền mặt đâu, 3 tỷ sẽ chốt ở trong, sẽ khóa ở trong tài khoản à? Hay là như thế nào? Sẽ treo ở trong tài khoản. Và một căn nhà, nhưng mà lại là để đặt đứng tên của hai con. Nhưng mà thẩm phán có một câu hỏi là nếu như mà cái hai con chưa đủ tuổi để có thể là đứng tên được cái tài sản đấy thì ai là người đứng? Thì anh Đức có trả lời rằng là thì cả em và anh Đức cùng đứng và sẽ chịu trách nhiệm bởi người giám hộ. Thì em từ chối luôn cái yêu cầu đấy. Em từ chối luôn cái yêu cầu đấy, bởi vì rõ ràng ở đây em chỉ cần là những người đại diện cho pháp luật ấy, người ta hiểu được rằng là các con em còn nhỏ và chúng nó cần được lớn lên chung với nhau, chứ không phải là câu chuyện là mình cứ hết phiên nọ đến phiên kia mình lên phúc thẩm xong mình đưa ra con số và mình đưa ra tiền bạc rồi nhà cửa để đổi con. Tụi nhỏ nó không phải là một món đồ để mình có thể mang tiền bạc và tài sản ra để mình đổi lấy cái quyền nuôi con được. Ở đây thì hoàn toàn từ đầu tới cuối em chỉ đấu tranh về việc rằng là vì các con thôi. Theo Diệp Lâm Anh, suốt một năm qua hai con cô quen với việc bị chia tách. Các bé còn nhỏ nên chưa có ảnh hưởng rõ rệt về mặt tâm lý và tình cảm. Cô chỉ lo sau này lớn lên, Boreen và B-Boy thiếu sự gắn kết tình chị em vì không sống gần nhau. Ca sĩ nói, điều quan trọng trước mắt là tìm cách nói chuyện với chồng cũ để cả hai tìm ra tiếng nói chung trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Chúng tôi vẫn chưa có sự kết nối hay buổi gặp gỡ riêng nào khi đồng thuận ly hôn. Trước đó, hội đồng xét xử và thẩm phán hai lần dừng phiên tòa phúc thẩm để có thêm thời gian xem xét, đưa ra bản án. Nữ ca sĩ từng nói, dù chồng cũ có nguyện vọng nuôi hai con với lý do điều kiện kinh tế tốt hơn, cô cho rằng các con cần sống với mẹ đến khi đủ tuổi quyết định muốn sống với ai. Trải qua nhiều phiên tòa giành quyền nuôi con, Diệp Lâm Anh cho rằng bản thân mạnh mẽ và vững chãi hơn. Cô đang làm việc ngày đêm, hợp tác với các nhãn hàng để làm kinh tế lo cho bản thân và con gái. Vợ chồng ca sĩ trải qua 3 lần hòa giải về phân chia tài sản, quyền nuôi con nhưng không thành công. Hồi tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận 1 thụ lý đơn ly hôn của họ. Sau một tháng rời khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh được mẹ ruột tặng căn nhà ở thành phố Thủ Đức. Cô dồn tiền cải tạo chỗ ở nuôi con, tập trung ổn định cuộc sống. Cô cũng mở hai nhãn hiệu thời trang dành cho giới trẻ và văn phòng. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, Diệp Lâm Anh có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Từ khi kết hôn năm 2018, cô ít hoạt động showbiz, chủ yếu kinh doanh cửa hàng trà sữa và thời trang. Lý do của em là bởi vì các con còn quá nhỏ, một đứa thì 3 tuổi rưỡi, đứa lớn em thì 4 tuổi rưỡi, cho nên là khi mà các con còn nhỏ với cả em cũng là phụ nữ thì chăm sóc các bé sẽ tốt hơn. Và nhất là bây giờ bé gái thì những cái việc về giới tính thì đương nhiên là em chăm sóc tốt hơn rồi, và em cũng không muốn cái sự chia cắt hai đứa nhỏ, cho nên là em nghĩ một cái phiên tòa nó diễn ra trong khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ đi chăng nữa thì nó cũng không thể để cho mọi người có thể chưa để cho hội đồng xét xử có thể đưa ra được cái quyết định là có thể chia cắt được hai đứa nhỏ. Em thấy cái phiên hôm nay nó còn là một cái phiên là nó thiên về tình cảm hơn là cái phiên sơ thẩm. Bởi sơ thẩm người ta sẽ xét rất là nhiều vấn đề về điều kiện của hai bên, về yêu cầu của hai bên, nhưng ngày hôm nay là cả hai bên đều không có công khai bằng chứng mới, cũng không có yêu cầu gì mới, chỉ là đấu tranh đúng cái đơn như là đơn kháng cáo thôi, là cả hai bên cùng muốn giành quyền nuôi hai con. Chính vì thế em thấy là hội đồng xét xử mới rơi vào cái tình trạng là cũng đang phân vân và đang muốn cho cả nguyên đơn và bị đơn thêm thời gian.